Hello, xin chào cả nhà nha. Và Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một loa nút xeo đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch là Beobook. Và dòng này sẽ có trên model là số 100 nha anh em. Đây là dòng mà được sản xuất bởi Bang & Olufsen, nhưng mà dòng này hiện tại đó là cũng là nổi tiếng rồi, chuẩn bị ra hệ thống là 3 loa nha anh em, bao gồm và hai loa bass 10 cm và một loa chép dom cho anh em. Con này là hàng mà Nhật vừa về, nhưng mà về hình thức thì còn khoảng là 90% nha anh em. Và đặc biệt là con này thì trùng cả số series luôn anh em ạ. Đây mời anh em cùng xem chi tiết về cặp loa này. Đây, này sẽ trang bị ta hệ thống là hai loa bass 10 cm nha anh em. Còn trung tâm là một loa chép dom. Còn bên đây thì nó sẽ có ơ căng cặp loa này nha anh em. Mỗi loa nó sẽ có một cái ơ căng riêng để mà bảo vệ. Con này nó sẽ có thiết kế là nhôm đúc nguyên khối nha anh em. Và nó sẽ có xi gỗ nha anh em. Đây, rất là đẹp nha em ạ. Còn về mặt sau của cặp loa này, đây, này được sản xuất ở bởi B&O, được viết tắt của 3000 Olufsen. Tên model là Beowulf CX100 nha anh em. Con này là trở kháng là 6 ohm, công suất là 115W. Hàng chính hãng là made in Đan Mạch nha anh em. Đây, tương tự ở cặp loa bên này. Đây, số series anh em thấy đây. Đây, 29050. Đây, tương tự ở bên này nha anh em. Đây, phía dưới là chặt loa của sản phẩm. Và dòng này được để lại cho anh em với mức giá mà nó là siêu tốt luôn, chỉ với 4.500.000 đồng thôi em ạ. Và nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Nói chung với dòng loa sale từ cái mặt này thì anh em có thể mà rất là dễ dàng để chơi phối ghép âm đi, ví dụ như là Bandmaster cho anh em cùng thương hiệu của Bang & Olufsen thì nó cho ra chất âm nghe ra hay nhất cho anh em. Ngoài ra thì anh em phải mà chơi những âm đi của Nhật, ví dụ như là Denon, Sansu, Marang nghe nó rất là hợp. Nhưng mà còn mày anh em chơi riu riu phòng ngủ, anh em chơi phòng khách nghe chất âm nghe vẫn rất là sướng anh em. Rồi anh em thấy sao về tổng quan những sản phẩm này để đặt bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.